hai nhân viên y tế tại Bệnh viện Giả Chiến Đền Lưu Dương Tính, Hà Nội có 38 ca vào trưa mùng 6 tháng 9. Theo tin từ Sở Y tế Hà Nội, tính từ 6 giờ đến 12 giờ ngày mùng 6 tháng 9, trên địa bàn thành phố ghi nhận 38 ca nhiễm mới, trong đó có 1 ca tại cộng đồng, 23 ca tại khu cách ly và 14 ca tại khu phong tỏa. Các ca mắc mới phân bố tại 8 quận, huyện, Thanh Xuân, 20, Hoàng Mai, 5, Phú Xuyên, 4, Thanh Trì, 4, Hà Đông, 2, Ba Đình, 1 hai bà trưng, 1 hoàn kiếm, 1 và phân bố theo các chùm ca bệnh. Chùm F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng, 26, chùm sàng lọc khu vực nguy cơ cao, 6, chùm liên quan đến thành phố Hồ Chí Minh, 5, chùm sàng lọc ho sốt, 1. Như vậy, tính từ 18 giờ ngày mùng 5 tháng 9 đến 12 giờ ngày mùng 6 tháng 9, Hà Nội ghi nhận 40 bệnh nhân, thông tin cụ thể 38 bệnh nhân BN như sau, một BN thuộc chùm sàng lọc ho sốt, bệnh nhân NTH5 sinh năm 1976, ở phường Quang Trung, quận Hà Đông, dịch tễ, ngày 28 tháng 8 BN có đi giám sát công trình tại Hòa Bình về trong ngày. Ngày 31 tháng 8 BN có đi tiêm vaccine mũi 1 tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô, sau tiêm bệnh nhân xuất hiện sốt, đau mỏi người. Ngày 39 BN xuất hiện thêm triệu chứng giảm ngửi. Ngày 59 BN đến Bệnh viện Medlatex làm xét nghiệm, kết quả dương tính. 26 bệnh nhân thuộc chùm F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng, 13 bệnh nhân ở phường Thanh Xuân Trung. Quận Thanh Xuân, sống trong khu vực phong tỏa, đa phần các bệnh nhân sống ở ngõ 332, 328 Nguyễn Trãi. Ngày mùng 5 tháng 9, họ được lấy mẫu xét nghiệm có kết quả dương tính. Như vậy, tính từ ngày 23 tháng 8 đến trưa mùng 6 tháng 9, phường Thanh Xuân Trung đã ghi nhận 478 ca mắc. Một BN ở phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, NVT Nam, sinh năm 2017, là F1 cháu của bệnh nhân PTT được xét nghiệm lần một âm tính và chuyển cách ly tập trung ngày mùng 4 tháng 9, ngày mùng 5 tháng 9. BN sốt được test xem dương tính, lấy mẫu RT-PCR dương tính. Hai BN ở phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, HVD, Nam, sinh năm 1991, làm ở cửa hàng bán gạo, chuyên đưa gạo cho các cửa hàng bán gạo tại nhiều khu vực nội thành. Ngày 30 tháng 8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và chuyển cách ly tập trung. Ngày mùng 5 tháng 9, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính. Bệnh nhân còn lại là TTKO, nữ, sinh năm 2009, là em gái của bệnh nhân HVD ngày 30 tháng 8. Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và chuyển cách ly tập trung tại huyện Quốc Oai. Ngày mùng 5 tháng 9, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính. Một BN ở phường Bạch Đằng, quận 2 Bà Trưng, NLM, nữ, sinh năm 1958 là ép buộc sống cùng nhà với bệnh nhân NTB tiếp xúc lần cuối ngày mùng 4 tháng 9. Ngày mùng 5 tháng 9, BN suốt ngứa họng được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính. Một BN ở phường Quang Trung, quận Hà Đông, NPT, Nam, sinh năm 2007, là F1 con của bệnh nhân NPH ngày mùng 3 tháng 9. Bệnh nhân xuất hiện sốt, ho. Ngày mùng 5 tháng 9, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính. Một BN ở phường Hàng Buồn, quận Hoàng Kiếm, TQT, Nam, sinh năm 1976, là F1 của bệnh nhân NTP, nhân viên tại 780 Minh Khai. Ngày mùng 3 tháng 9, BN xuất hiện triệu chứng sốt, ho. Ngày mùng 5 tháng 9, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính. Một BN ở phường Kim Mã, quận Ba Đình, là con trai của bệnh nhân NTNG nhà BN đã có 5 người dương tính. Ngày 30 tháng 8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và được cách ly tập trung. Ngày mùng 5 tháng 9, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính. Hai BN ở phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TTNL, nữ, sinh năm 2000, NTTI, nữ, sinh năm 2000 là các nhân viên y tế tham gia hỗ trợ tại Bệnh viện Giải Chiến Đền Lư từ ngày mùng 9 tháng 8 chỉ ở trong bệnh viện. Tại bệnh viện, bệnh nhân được xét nghiệm sàng lọc lúc bắt đầu tham gia hỗ trợ và xét nghiệm định kỳ 3 ngày trên lần đều âm tính. Ngày mùng 5 tháng 9, họ xuất hiện triệu chứng, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính. 4 BN ở huyện Thanh Trì, trong đó có hai người ở xã Tạ Thanh Oai, một người ở xã Thanh Liệt và một người ở xã Tam Hiệp. Họ đều được cách ly tập trung hoặc sống trong khu vực phong tỏa và có xét nghiệm dương tính. 6 BN thuộc chùm sàng lọc nguy cơ cao, 6 BN này ở phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân. Các bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm ngày mùng 3 tháng 9 theo diện sàng lọc khu vực nguy cơ cao, kết quả xét nghiệm dương tính. 5 BN thuộc chùm liên quan đến thành phố Hồ Chí Minh, bệnh nhân số 1, THL, nữ, sinh năm 2005, ở xã Văn Hoàng, huyện Phú Xuyên. BN đang trú tại phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày mùng 3 tháng 9, BN được test nhanh tại thành phố Hồ Chí Minh âm tính rồi cùng gia đình ra cầu Đồng Nai đón xe khách về đến điểm chốt Phát Vân Cầu Giả. Ngày mùng 5 tháng 9, bệnh nhân được chuyển đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm dương tính. Bệnh nhân số 2, bệnh nhân số 3, bệnh nhân số 4, NDV, nam, sinh năm 1989, NTH, nữ, sinh năm 1993, NTC, nữ, sinh năm 1987 ở xã Văn Hoàng, huyện Phú Xuyên. Các BN đang trú tại phường 5 quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày mùng 1 tháng 9, họ được test nhanh tại thành phố Hồ Chí Minh âm tính rồi đi bộ cùng gia đình ra cầu Đồng Nai được xe khách trở về điểm chốt phát vân cầu giả. Ngày mùng 4 tháng 9, họ được chuyển đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm dương tính. Bệnh nhân số 5, BVT, Nam, sinh năm 1991, ở phường Yên Sở, quận Hoàng Mai. BN làm nghề bốc dở hàng, ăn ngủ tại kho hàng. BN là F1 của BNLDV là lái xe đường dài bắc. Nam có chở hàng đến kho hàng chỗ BN làm việc. Ngày 30 tháng 8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và chuyển cách ly tập trung. Ngày mùng 6 tháng 9, bệnh nhân được lấy mẫu lần 2 cho kết quả dương tính. Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ 4 từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 3.567 ca. Trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.564 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.003 ca. Bước 1, truy cập vào trang https 2 gạch chéo gạch chéo vkvkvkv bluezone gov vn hoặc trực tiếp tải về tại App Store hay CH Play. Bước 2. Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với những người dùng đã cài đặt Bluezone khác. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth, hoặc vào cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên. Bước 3. Sau khi cài đặt xong, bấm quét xung quanh. Nếu có người ở gần bàn dưới 2 mét đã sử dụng Bluerome, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào danh sách đã tiếp xúc. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé!